Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết toàn tỉnh Lai Châu trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, mùng 6 tháng 6, toàn tỉnh Lai Châu được dự báo mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 31 độ, vùng núi cao từ 19 đến 24 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Chi tiết nhiệt độ và độ ẩm các khu vực trong toàn tỉnh như sau. Tại thành phố Lai Châu, nhiệt độ 21 đến 26 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ dự báo giao động từ 23 đến 30 độ và độ ẩm từ 70 đến 95%. Trong khi đó tại huyện Xin Hồ, nhiệt độ dự báo từ 19 đến 23 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Tại huyện Than Uyên, ở đây nhiệt độ dự báo giao động từ 23 đến 32 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Tiếp theo là huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ dự báo giao động từ 23 đến 30 độ và độ ẩm cũng từ 70 đến 95%. Còn tại huyện Tam Đường, nhiệt độ giao động từ 23 đến 32 độ và độ ẩm cũng từ 60 đến 95%. Ở huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Và cuối cùng là huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây được dự báo giao động từ 23 đến 30 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 5 tháng 6 ở phía Bắc có rãnh thấp bị nén và dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay và ngày mai mùng 6 tháng 6, tỉnh Lai Châu có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra tại các huyện như là Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên và thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa vừa, mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng. Trên đây là bản tin dự báo thời tiết toàn tỉnh Lai Châu trong đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.